Các bạn thấy đấy, nó rỉ tét ở bên dưới chân đó. Chúng tôi phải dùng như thế này, dùng sáng sáng đây. Đấy, nó rỉ cũng có, nó tét quá. Những cái chân này rồi là để cho nó thấm sang vào, chui lại những cái dây tiếp lung tung. Cái này bị thôi à, eo ẹt eo ỏi đấy, cặp chân của bên dưới ấy là rỉ tét tét như là nước vào, nên là có những bàn các bạn thấy thấy chân rỉ tét ấy, chúng ta sẽ chui ra là nó nói thôi, bởi vì là chân này nó tét, nó bị như là nước vào, nó nước chảy vào, cho nên đấy, hôm qua tôi hướng dẫn các bạn nói về cái này là hỏng nguồn là đấy 30V đấy, nhưng hôm nay là nó chập chờn vặn không được, điều chỉnh không xong. Chúng ta thử xem sao. Đây, bật loa vào. Nó lẹt ẹt khó chịu lắm mà không tài gì ấy, nguồn nhiệt để vào khoeo chọc. Cái này điện nó gần với đây. Đấy, các bạn đấy, chưa khô cho nên nó chưa bật, chúng ta phải lấy cái gì thổi ra khô ra. Nó có hệ thống cơ le bên trên cho nên nó bị ẩm chập gì đấy. Đấy, bởi vì nó có hệ thống cơ le ở trên đó. Đây này, nó bị chập chạm gì là nó không không bật rơ le được, cho nên nó không hoạt động được, cho nên chúng ta phải thổi cái khô lại.
ra đến độ chuẩn mực và hài hòa của đa tự nhiên. Sinh trưởng ở lưu vực sông Amazon, Brazil. Hiện nay đã trồng được ở hơn 40 nước thuộc châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ Latin. Tiểu vùng sông Mekong là nơi sản xuất cao su thiên nhiên quan trọng trên thế giới. Cây cao su có mặt ở đây đã làm thay đổi phương thức sống truyền thống của con người bản địa. Người ta cũng ngày càng ít trực tiếp ỉ lại vào rừng. Việc gia công chế biến cao su phải sử dụng mủ cao su hoặc tảng cao su. Mủ cao su có chất lượng khá hơn tảng cao su. Năm nay, một tấm mủ cao su bán được hơn 8.000 nhân dân tệ. Tảng cao su chỉ có giá 6.000 nhân dân tệ. Chênh lệch chủ yếu là vì cao su tảng thường lẫn nhiều tạp chất, chất lượng thấp hơn cao su ở dạng nước. Khi gia công, còn phải cắt nhỏ ra để rửa sạch dị vật, tốn thêm công sức. Đấy, cho nên không bán được giá cao bằng đấy, tiếng thấy là tổ đó đó.